Hôm nay Hạnh đang có mặt ở dưới Hóc Hai đây. Hôm nay Hạnh đi đến đây để thăm nhà người bạn cũng như là khách hàng của mình để hỏi xem qua cái quá trình sử dụng nhà gia đình của anh chị sử dụng cái nguồn nước này thì cảm thấy như thế nào và có cái sự thay đổi gì không nhé. Xin mời các bạn cùng vào nhà. Ở đây. Đó, đây là bước vào nhà. Có ai ở nhà không? Đây, xin giới thiệu đây là bà chủ nhà này. Xin Chào chào chị Hạnh người nha. phụ nữ xinh đẹp của gia đình. Hôm nay Hạnh đến đây thăm gia đình và cũng muốn hỏi thăm xem là anh chị và các cháu sử dụng nước trong cái thời gian qua như thế nào. À, chị đang nấu ăn đúng không ạ? Là xin giới thiệu đây là chị Hương nha. Chị Hương cũng là khách hàng và cũng là người bạn. Bây giờ Mời chị đây. Hạnh vô đây. Mời các bạn vào căn bếp nhà chị Hương đang nấu ăn, chuẩn bị bữa ăn cho đại gia đình đây. Giới thiệu với chị các bạn là nhà chị Hương có đến 6 người con, đại gia đình là 8 người. Chị sử dụng cái nước Kangen. Bây giờ mình sẽ cùng nhau nói chuyện và hỏi thăm một chút nha. Sử dụng. Thì nhà mình sử dụng đến nay cũng được khoảng hơn 6 tháng chưa chị nhỉ? Từ sau Tết. Hơn 6 tháng rồi. Hơn 6 tháng rồi đúng không ạ? Hơn 6 tháng, thế thì chị có sử dụng hết cả 7 dòng nước có trong cái chiếc máy nước này không? Có sử dụng hết. Chị thử nói Mình sử dụng cái nước 8.5 này, nước uống, và nước 9.5, 9 chấm là để mình nấu ăn, nấu cơm, và 9.5 mình cũng là uống, còn cái nước 7.0 thì mình hứng cho các bé uống, cho các bé dùng. Còn cái nước này là rửa mặt, Nước này là nước nào nước chị? 6.0 là dùng để rửa mặt, và mình nói chung là rất thích rửa mặt, cảm thấy rất là thích. Dễ chịu. Lúc trước là da mặt mình nó cũng không được sáng như bây giờ, thì nói chung là mình rửa mình cũng thấy nó cải thiện rất là nhiều. Đó, còn cái nước 2.5 và 11.5 thì mình lấy dùng để rửa rau, và nói chung là có nước 2.5 cũng hơi để diệt khuẩn. Rồi bây giờ chị Hương nói cái đoạn 2.5, 11.5 cái này là test thử xem khách hàng của mình có thật sự là sử dụng thông minh và hết các dòng nước nhé. Chị Hương bấm vào cái dòng nước 2.5 và 11.5 ấy. Chị Hương bấm vào màn hình và giới thiệu lại cho khách xem nào. Cho mọi người Cái cùng này xem. là Chị bấm lên màn hình này. Nước 11.5 là chị vừa nói là tách hóa chất rau củ là cái dòng nước nào? Mà bấm như đây dạ. nhưng mà là có nghĩa là em đã hứng và để tách riêng ra, nghĩa là 11.5 em sẽ hứng vào cái thùng riêng Tức để là chị rửa sẽ rau. lấy cái vòi này À, để đúng rồi, rửa rau. cái vòi này để rửa rau và để tiết kiệm được cái thời gian, nên mình hứng sẵn rồi mình để trong cái khi nào rửa thì mình sẽ đổ ra rửa đó. Và cái nước 2.5 thì mình cũng đựng thùng riêng để dành. Có thể là 2.5 thì chị lấy vòi trên là 11.5, 2.5 lấy ở đâu? lấy ở vòi dưới này thì mình Quá hứng chuẩn riêng, rồi, chính xác luôn. là mình để dành, thứ nhất là để lau bếp, ra lau bàn, lau này kia cho nó chống diệt khuẩn, nên là không có ruồi muỗi vào đậu vào căn bếp của mình. Quá chuẩn luôn. Ok, vừa chị có nói về các cái dòng nước này, vậy thì khi mà chị nấu ăn thì chị sử dụng dòng nước nào chị Hương? Nấu ăn thì mình nấu 9.0. Đúng chính xác luôn. 9.0 vừa uống nước lại vừa để nấu ăn. Đúng Vâng, cái dòng nước 7.0 ấy Hạnh lưu ý thêm là chị sử dụng là uống thuốc tây theo qua toa của bác sĩ nhé. Cho em rồi. bé uống nhưng uống theo toa của bác sĩ và uống trong bữa ăn. Đấy, chỉ cần lưu ý cho chị thêm hai cái điều đấy thôi. Mình thấy là khách hàng quá là thông minh rồi đấy, quá là tuyệt vời rồi. Bây giờ Hạnh muốn hỏi thêm chị Hương là qua cái quá trình sử dụng nước trong 6 tháng qua thì chị có nhận thấy những cái điều gì thay đổi sức khỏe trong gia đình hay cảm thấy cái sự thoải mái khi được uống nước không? Nói chung là bây giờ mình uống nước này đã dùng là đã quen, cho nên là cảm nhận là rất là tự tin về uống nước. Ra ngoài mình cũng dẫn, đi đâu mình cũng dẫn xách nước ở nhà mình đem theo. Đôi lúc nhiều khi cũng người ta cũng nhìn, nhưng mà họ kệ, tại vì mình cảm thấy sức khỏe uống nước này tự tin hơn là dùng những dòng nước ở bên ngoài.
Vâng, rất là tuyệt vời. Chị chia sẻ thêm là nhà mình có đến những 6 bạn nhỏ. Vậy thì tất cả các bạn có xuống lấy cái nước ở trước máy nước nè? Đó, bây giờ mấy bạn là chỉ là cứ mẹ cho con uống nước này, nước Kagen nha. Còn đi ra ngoài cũng mỗi một bạn đều xách theo một bình nước. Đi học cũng vậy, bạn nào cũng xách theo một bình nước. Mỗi một bạn xách theo một bình nước. Thế là 6 bạn, cô Hành có 6 bạn nhà marketing rồi. Đúng rồi, các bạn đều xách theo nước và nó đi vô, nó nhiều lúc nó cũng cho bạn uống á. Cái bạn hỏi, ủa bạn nước của bạn sao uống ngon vậy? Thế là cứ xin nước của con uống hoài luôn. Tuyệt vời. Cho nên mình thấy mấy đứa con mình nó cũng thích nghi, và khi lúc trước thì nó rất là thích uống nước ngọt rồi. Nên sau khi dùng nước này thì đi đâu ông ta cũng xách theo hết, không thích dùng nước ngọt bên ngoài nữa. Rất là tuyệt vời. Khi được nghe chị Hương chia sẻ là tất cả 6 người con và cả hai vợ chồng chị Hương cùng được tiến đến cái chiếc máy nước để lấy chung một nguồn nước uống thì Hạnh cảm thấy là vô cùng là hạnh phúc. Bởi vì biết, các bạn biết tại sao, đôi khi thì chúng ta mỗi người một nơi nhưng mà vì một cái gì đó chúng ta lại tụ hội lại, ví dụ như chiếc máy nước chẳng hạn, chúng ta cùng đến lấy và uống nước và cùng cảm nhận cái gọi là sức khỏe từ cái nguồn nước, và đặc biệt là gia đình được cùng nói chuyện về một câu chuyện, đó là lấy chung một cái dòng nước để uống. Và Hạnh rất ngưỡng mộ gia đình chị Hương, đó là chị Hương có 6 người con và chị Hương có thể quản lý một cách rất là đơn giản, nhẹ nhàng, từ bữa ăn đến chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nước. Hạnh xin hỏi chị Hương một chút, đó là trên thị trường thì có rất là nhiều loại máy, và sự có thể nói là search ở trên mạng các chị cũng có thể thấy rất là nhiều các dòng máy và nhiều người bán dòng máy này. Và lý do tại sao chị Hương lại muốn lựa chọn một cái dòng máy mà chính hãng mà lại có nguồn gốc? Đây là câu hỏi bất ngờ hỏi cho chị Hương để chị Hương trả lời theo đúng cái quan điểm. Nói chung là thứ nhất là mình cũng được một người bạn chị Hạnh đây, là nói chung là mình rất là đặt lòng tin vào chị Hạnh, cho nên là trước hết là lòng tin, sau là thứ hai được chị Hạnh giới thiệu qua cái máy này thì đặc tính do nước nói chung là mình không biết nói sao, nhưng mà mình cảm nhận được là mình uống nước, lúc đầu thì chị Hạnh cũng nước cho mình uống nước thì mình cảm nhận được cái dòng nước vô trong người mình, thì mình thấy đúng là nước lọc thì tất cả rất là nhiều hãng nước lọc, mình cũng có từng sử dụng qua rất là nhiều máy lọc nước. Nhưng mà mình thấy nước này thì uống và các con nó uống nó cảm nhận được dòng nước ngọt, có thể ngọt nhẹ, và những có thể là cái chị Hạnh cũng đã kiểm chứng được cho mình những cái dòng nước mà nó đổi màu đó, cho nên là bọn nhỏ nó cũng không hiểu gì nhiều về nước, nhưng mà bọn nhỏ nó thấy là những cái dòng nước khác nó lại ra được cái chất độc khác, thì cho nên là nó lại tự tin.